Xin chào tất cả các anh em nha. Hôm nay sẽ dạy các anh em ứng dụng này giống hệt như là một ứng dụng like TikTok vậy đó, nhưng mà này của thằng Trung Quốc nha tất cả. Thì có người Việt mình chơi nhóc chứ, ứng dụng này rất là hay nha tất cả anh em. Chỉ những người thời gian các bạn. Các bạn này là những ứng dụng hot girl không? Sao nam không người ta? Cũng rất là tuyệt vời người ta cả anh em. Các bạn vào đây like. Dưới mình có vào coi các bạn, mình sẽ dính bản quyền YouTube nha tất cả các bạn. Đồ hot girl không các bạn ơi. Bạn hot girl không các bạn? Để mình tìm kiếm một cái bạn nào xinh xinh vào. Có gì hết. Để mình tìm tại mà đâu xấu quá. Để mình đi vô bằng này các bạn. Đây mình không dám bắt xem tất cả các bạn, mình sẽ dính bản quyền các bạn. Các bạn có thể tải app này vào mà các bạn với những người trên app này nha tất cả các bạn. Việt Nam có nè. Nhiều nước lắm nha các bạn. Hàn Quốc đồ nè các bạn. App này like các bạn vào xem. Ù hot girl không nha tất cả các bạn. Xinh xinh không các bạn ơi. Mình không dám vô. Không có nhân quyền nha tất cả các bạn. Không có. Quay cho tất cả các bạn coi. Ù hot girl không các bạn ơi. Xinh xinh không các bạn ơi. Thì cũng chơi hơi ngon ngon các bạn. Các bạn vào đây mà vào phòng luôn nha tất cả các bạn. Để mình vào chỗ này thì đây có người Việt mà nó nhóc người Việt mình tham gia chơi lắm nha tất cả các bạn. Các bạn giờ đây mà cái này chơi giống như gian TikTok. Các bạn có thể lên đây mà giới thiệu sản phẩm này nọ đó. Rồi mình thoát ra nghe tất cả các bạn. Rồi mình để phần link mô tả với cái app này và cái app nha các bạn. Trong phần link mô tả các bạn chỉ tải về đăng nhập vào Google thôi các bạn. Vậy video mình kết thúc nha tất cả các bạn. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn.